Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 khép lại đánh dấu một năm thành công của ngành du lịch huyện Tân Lạc với những con số ấn tượng. Theo số liệu thống kê, tổng số khách du lịch đến huyện là 221.578 lượt, trong đó khách quốc tế 6.932 lượt, khách nội địa 214.646 lượt, tổng thu nhập du lịch đạt 157,2 tỷ đồng. Kết quả này tạo đà để du lịch huyện Tân Lạc tiếp tục bứt phá, vượt lên. Phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2023, nhiều hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch của huyện đã được tổ chức. Tiêu biểu phải kể đến việc tham mưu cho ban tổ chức tỉnh tổ chức thành công lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023, lễ hội chùa Kè xã Phú Vinh, lễ hội đánh bắt cá suối truyền thống xã Lỗ Sơn, ngày hội văn hóa thể thao các xã vùng cao. Các lễ hội là nơi để quảng bá và tôn vinh truyền thống văn hóa dân tộc Mường, qua đó giới thiệu đến khách du lịch những tinh hoa văn hóa và các sản vật đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường, đồng thời tạo ra các sản phẩm du lịch phong phú phục vụ du khách. 2023 là một năm mà đánh dấu cái sự phát triển rõ nét của du lịch Tân Lạc khi mà thực hiện nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển xây dựng các xã vùng cao trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030 và định hướng đến năm 2050, thì đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong cái lĩnh vực phát triển du lịch của huyện nhà. Tuyên truyền, vận động và đặc biệt là người dân đã ý thức được cái tinh thần trách nhiệm và hiểu được cái giá trị trong cái việc mà tập trung phát triển du lịch sẽ đem lại cái hiệu quả về lợi ích kinh tế này, lợi ích xã hội ra sao. Qua đó thì người dân đã chủ động để đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng. Một trong những điểm du lịch thu hút nhiều khách du lịch đến với Tân Lạc, không thể không nhắc tới điểm du lịch tại xã Vân Sơn. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho cảnh vật hùng vĩ và hệ sinh thái ôn hòa quanh năm mát mẻ. Đặc biệt có rất nhiều hang động kỳ bí như động Nam Sơn, hang núi Kiến, đỉnh Lũng Vân, ruộng bậc thang và những đồi quýt chữ quả. Tại đây, cộng đồng dân cư còn lưu giữ được những giá trị văn hóa truyền thống gắn với bản sắc văn hóa người Mường vùng cao, cùng các loại rau củ quả đặc hữu làm say lòng du khách. Để xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại xóm Hải Dưới, xã Vân Sơn, vinh dự được huyện Tân Lạc lựa chọn để thực hiện xây dựng điểm du lịch cộng đồng kiểu mẫu. Xóm có 109 hộ với 460 khẩu, hiện còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng của người Mường vùng cao. Xã Vân Sơn được biết đến là nơi có cảnh quan rất đặc trưng với nhiều dải đá trông bên sườn núi, hệ rừng nguyên sinh bao phủ. Xóm cách chỗ Sam Tạng của huyện Mai Châu khoảng 3 km, là địa điểm lý tưởng để du khách đến tham quan, khám phá, trải nghiệm. Bà con rất là hưởng ứng cao vì ở đây đã khổ mà nghèo rồi, mà được cái chủ trương này nó cũng nhiều cái thuận lợi. Vì là trước mắt thì là về cái bộ mặt văn hóa ấy thì lại được tiếp cận nhiều. Cái thứ hai tức là giả dụ có cái nguồn thu như triển khai các cái kế hoạch ấy, bà con cũng có cái công ăn việc làm. Với mục tiêu phát triển du lịch theo hướng xanh, gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Riêng năm 2023, xã Vân Sơn đã đón hơn 13.500 lượt khách du lịch, doanh thu trên 3.590.000.000 triệu đồng. Con số trên cho thấy lượt du khách đã tăng hơn rất nhiều so với mọi năm. Cũng mong rằng trong thời gian tới thì cây quýt của gia đình và của xã sẽ được quảng bá nhiều nơi để mọi người biết để đến và trải nghiệm tại vườn. Gia đình chăm sóc cho cây quýt đẹp và làm đường để cho khách du lịch đi vào thuận tiện. Tiếp tục đề xuất với các cấp nâng cấp các cái hạ tầng cơ sở giao thông phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng tại các xóm. Tiếp tục triển khai cái việc chỉnh trang lại nhà cửa và đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường cái việc chỉ đạo các xóm phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó thì về cái trang phục, ẩm thực vùng cao để phục vụ cho cái phát triển công tác du lịch trong cái thời gian tiếp theo. Ngoài việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, mở mới các điểm du lịch cộng đồng và tour tuyến, Tân Lạc đặc biệt quan tâm đến công tác quảng bá bằng việc tham gia các lễ hội lớn do tỉnh và khu vực tổ chức như lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm ô cốp vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023, liên hoan các làng du lịch cộng đồng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tại huyện Mai Châu. Đồng thời, tập trung xây dựng phát triển thương hiệu riêng có của du lịch Tân Lạc dựa trên giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, các di tích danh thắng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của thị trường khách du lịch,
xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển mạnh thị trường khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Lấy văn hóa là sản phẩm chính để phục vụ cho du lịch trên địa bàn huyện Tân Lạc. Do đó thì chúng tôi cũng đã tập trung để hỗ trợ cho các cái đội văn nghệ cơ sở xây dựng lại những cái chương trình bản sắc văn hóa dân tộc để phục vụ cho nhân dân và du khách. Cũng lấy lễ hội là một cái trọng điểm để tập trung phát triển du lịch. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị sẵn các cái điều kiện để tập trung cho cái việc mà tổ chức lễ hội khai hạ dân tộc Mường, tỉnh Hòa Bình năm 2024. Lễ hội năm nay tiếp tục được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, có sự tham gia của 4 huyện Lạc Sơn, Cao Phong, Kim Bôi và Tân Lạc. Lễ hội gồm 2 phần, phần lễ và phần hội, và diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 năm 2024, tức ngày 6, 7 và ngày 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được triển khai thực hiện khẩn trương, và dự kiến lượng du khách đến lễ hội và trải nghiệm tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện sẽ tăng cao. Vì vậy, huyện chỉ đạo các điểm du lịch, nhất là các điểm du lịch cộng đồng, chú trọng nâng cao các chất lượng dịch vụ nhằm làm hài lòng du khách gần xa, tạo tiền đề để thúc đẩy ngành du lịch nói chung, du lịch cộng đồng nói riêng phát triển bền vững.